Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Ngân xin quý vị và anh chị em lắng động tâm hồn cùng suy niệm lời Chúa với Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Cao. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021, tuần thứ 34 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng trong ngày cuối cùng của năm phục vụ, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta nghĩ đến lúc cuối cùng của lịch sử và của đời mình để chuẩn bị và có thể bình an khi ngày cuối cùng ấy đến. Muốn như thế, chúng ta cần phải tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức và cầu nguyện. Có lẽ ngày tháng qua, trong cơn đại dịch, hầu như mọi người đều cầu nguyện. Cầu cho được bình an, cầu cho đại dịch mau chấm dứt, cầu cho thêm ơn can đảm và chịu đựng, đối diện với con bệnh và cái chết, và đối diện với những lo lắng của mỗi ngày và tương lai bấp bênh. Chắc có một số người cảm nhận được tâm tình của Thánh Vịnh 42. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Châu lệ là cơm bánh đêm ngày, khi thiên hạ thường hay cứ hỏi: Này Thiên Chúa ngươi đâu? Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn. Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Tâm hồn mình khao khát Chúa Trời, nhưng không biết tỉnh thức đến mức độ nào. Chắc chắn là nhiều người đã nghĩ đến cuộc đời, hồi tưởng lại những năm tháng trước đại dịch, rồi nghĩ đến hoàn cảnh thực tại, nghĩ đến những người thân đã ra đi vì cơn đại dịch này. Và vì vậy, làm cho chính mình cảm thấy hụt hẫng, hoang mang, luyến tiếc và cay đắng cho phận người. Đúng là đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Không biết mọi người có nghĩ đến ngày cuối cùng của chính mình không? Tôi nhớ đến mẹ tôi đã ra đi vào năm ngoái, vừa qua 100 tuổi. Dù trong ngày tháng phong tỏa ngặt nghèo, nhưng vẫn còn có 10 con cháu được phép tụ lại để dâng lễ cầu nguyện và tiễn đưa bà. Tôi nhớ đến một người em họ, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá, mới vừa tròn 52 tuổi, lại ra đi vì con vi khuẩn COVID mà tôi không thể về để dâng lễ tiễn đưa tại Việt Nam. Nhìn vào nhiều hình ảnh được đăng trên mạng, tôi thấy có một anh tàn tật chết trên xe lăn ngoài đường. Một người cha trẻ với hai con quỳ lạy trước nhà để tiễn đưa vợ mình. Một gia đình đã ra đi cả nhà và còn rất nhiều hình ảnh thương tâm trong thời gian qua. Con vi khuẩn COVID không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, địa vị, tôn giáo. Đó là chưa nói đến những nạn nhân của thiên tai, của chiến tranh như Afghanistan rơi vào tay độc tài hiếu chiến Taliban vào tháng 8 vừa qua. Của những con bệnh hiểm nghèo như ung thư.
tại bệnh viện Nhi Đồng gần chỗ tôi ở và làm việc. Mỗi ngày có biết bao nhiêu em bé ra đi. Có em không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời. Có em sống được vài ngày, rồi có em phải đối diện với đau đớn thể xác của cơn bệnh hiểm nghèo. Không ai biết được thời gian mình sống được bao lâu. Thực vậy, đời sống con người chóng qua như cỏ. Cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi. Có ai biết được tương lai của mình khi nào bị nhiễm COVID và không bị nhiễm? Có thể vượt qua được hay không? Hay là ra đi một cách cô đơn? Như đã nói, có người chết trên vỉa hè, may mắn hơn thì chết trong khu cách ly tại bệnh viện. Có người chết trong nhà nhưng người thân không dám đến gần. Có muốn nắm tay người thân để trăn trối cũng không được. Thân xác nằm đó, không người tiễn đưa, rồi phải nằm chờ bao nhiêu ngày mới được thiêu để trở về với cát bụi. Ngay cả khi được chích ngừa, nhưng không biết có được an toàn không nữa. Không phải tất cả những ai đã chích ngừa là không chết, hoặc là không bị nhiễm, hoặc chết vì chưa chích. Chết hay không chết còn có phần tùy thuộc vào sức khỏe của từng cá nhân và lúc nhiễm bệnh. Nói cho rõ hơn là còn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Không lẽ khi Chúa gọi, lại còn kêu lên, khoan khoan Chúa ơi, con còn tiếc nuối nhiều thứ và cần hoàn thành. Như Thánh Vịnh 102 câu 25 đã nói, lạy Thiên Chúa của con, Ngài là đấng vạn đại trường tồn, xin đừng cất mạng con giữa cuộc đời gian dở. Không biết cơn đại dịch này có làm cho chúng ta tỉnh thức được không? Tỉnh thức có thể nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, để rồi định hướng lại trong hành trình của cuộc sống. Trong từng biến cố, Thiên Chúa vẫn hiện diện. Ngài nói qua những biến cố của cuộc sống. Ngài hành động ngay cả khi chúng ta không tưởng nhớ đến Ngài. Ngài yêu thương dù chúng ta phản bội Ngài. Ngài tha thứ dù chúng ta quay mặt làm ngơ với Ngài. Ngài luôn có đó trong từng hơi thở của chúng ta. Vấn đề là con người ít khi nhận ra sự hiện diện của Ngài. Chỉ có trong cầu nguyện, giờ phút hồi tâm mới có thể tỉnh thức và nhận ra sự hiện diện của Ngài. Nhận biết Chúa là tất cả, là đặt thánh ý Chúa trên hết. Đồng thời cầu nguyện, chúng ta sẽ có thái độ tỉnh thức trong đời sống thường ngày, sẽ nhạy bén với tiếng gọi của Chúa qua những biến cố cuộc sống, để luôn tìm đẹp lòng Chúa giữa muôn vàn khó khăn của cuộc sống. Tỉnh thức và cầu nguyện là thái độ cần thiết cho ngày Chúa đến. Ngày đó là ngày cuối cùng của cuộc đời con người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày chúng con phải đối diện với đau khổ và cái chết. Xin ban cho chúng con niềm tin và sức mạnh. Xin cho chúng con biết chuẩn bị ngày cuối cuộc đời bằng thái độ tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng, để chúng con nhận ra sự hiện diện Chúa và nhạy bén với tiếng gọi của Chúa trong mỗi biến cố, hầu luôn nhận định được hướng đi của cuộc đời. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Giêsu Christos, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.